Em xin chào các bác nhé. Lần trước thì có mấy bác hỏi em là cái con đời cao mà 7700DV này. Đấy. Thì hôm nay hàng mới về được nhá các bác nhá. Hôm nay em mới hàng mới về thì đây. Em vừa khui hàng xong thì đây xốp xếp vẫn còn đây. Đấy. Quay lên luôn cho các bác tại vì là mấy trước có nhiều bác hỏi quá. Cứ hỏi dòng giải mã đời cao. Đây. 7700 nay mới về được các bác nhá. Hôm trước có anh Hùng với cả anh Hưng đấy. Thì có gọi đây mới cả như em nhớ không nhầm là ở số 81 nữa cũng có hai ba bác nữa sao ấy. Thì cũng hỏi cái con này. Đấy, nhưng mà hàng nó chưa về được các bạn. Đấy thì hôm nay hàng về rồi thì các anh xem được video thì alo lại cho em nhá. Đấy con này là con MX7700DV, đời rất là cao. Đấy thuộc phân khúc của hãng Đờ Lông nhưng mà đời rất là cao nhá. Đấy con này giải mã gần như gọi là bậc thầy luôn các bạn nhá, gọi là bậc thầy giải mã luôn. Bởi vì nó hay lắm. Con này nó có một cái cấu hình xử lý bên trong tốt cực kỳ luôn các bạn. Đấy. Không phải đơn giản mà nhiều người hỏi con này đâu các bạn. Cái gì mà các bác đặt nhiều chứng tỏ là phải tốt và phải xịn thì người ta mới hỏi nhiều các bạn nhá. Đấy. Đây. Đấy. Còn khách quen em mua hàng rồi các bạn, trải nghiệm rồi, sử dụng rồi. Thấy nó đẳng cấp bắt đầu mới lại gọi đặt tiếp cho bạn bè đấy các bạn. Chứ không phải đơn giản là các bác cứ hướng là đặt đâu. Cái sản phẩm này nó không như mớ rau mớ cỏ. Các bác mua mớ rau ở ok hôm nay không ăn thì mai tôi ăn hoặc không ăn thì tôi cho hàng xóm được, nhưng với những con này các bác nhá, với những con này thì nếu mà nó đã không hay thì em thật các bác không bao giờ muốn mua và không bao giờ có lần thứ hai đấy. Mà đã mua lần thứ hai chắc chắn phải là con đầu tiên phải nghe cực kỳ phê thì người ta mới mua tiếp đấy. Thế nên là những con sản phẩm nào mà em đã bảo là hot là các bác yên tâm mà dùng nhá, cứ yên tâm mà dùng cực kỳ phê luôn, em đảm bảo các bác là mua không bao giờ phí tiền các bác nhá, mua không bao giờ sợ phí tiền với những con này. Con này công suất của nó 70 các bác nhá, 70. Quang hai cổng này, quang được trang bị hai cổng này. Đấy, AV là một loạt các cổng AV này. Thì nhớ cho em là đây là có hai cổng out này, bác nào làm giải mã thì lấy từ đây ra nhá. Đấy, còn đây là đầu in. À, đây là súp nhá, cái này nâng cấp thành dàn là 3.1. Đấy, súp cho riêng nó. Còn đây là mấy cổng đường kiểu dạng video, video này. Ở cầu loa, rồi sau đây em tiến hành cắm điện và thử các thứ luôn cho các bác nhá. Xem tình hình của em nó như nào. Thực sự các bác là em cũng chưa biết nó tình hình như nào. Đấy, về phát là em quay luôn tại vì là nhiều bác hỏi quá. Vâng, đấy thì em đã kết nối sẵn dây rồi. Thì bây giờ cũng không biết là cái CD này thử xem nó có như nào nhá. Đấy, mà đây thì nó thực sự bây giờ các bác là em cũng chưa biết là tình trạng nó như nào, bây giờ cứ thử nhá. Tại vì là nhiều bác hỏi quá nên là về bắt là em có bắt nó quay ngay. Vậy mặt của máy này đỉnh cao luôn. Đấy. Ở đây thì em sẽ test đường điện thoại trước nhá. Có cả chỉnh bass tem các bạn nhá. Con này phải nói em thề về các bác là nó kinh khủng thật, nó khỏe dã man luôn. Đấy, kinh khủng luôn các bạn. Nó khỏe, con thực sự công suất nó quá khỏe luôn. 70W mà, đánh đôi bát 27 mà nó căng đét này đen luôn. Con này thì hình thức là còn rất là đẹp đấy các bạn, đây này. Đấy, hình thức này. Đó, quá tuyệt vời luôn các bạn nha. Chưa vệ sinh mà nó còn được đẹp như này rồi. Con này mặt nhôm phay mà màn hình gương bóng đẹp, CD gương bóng đẹp. Em thử chuyển sang đường quang xem nào. Quang này, vẫn lên bình thường này. Mơ dấu chim bay còn nhau giữa cơn mê đầy khiến hào chưa sâu bò đây phủ hết xuân xanh đấy sâu bò chưa đây một mái em đi gọi gió tha mây về đấy
Hôm nay là ngày chiết sâu bọ các bác nhá. Các bác ăn vải hay là mận hay là cái gì nhỉ? Cái đấy gọi là cái gì? Bông rượu. Mẻ là cái gì nhỉ? À lớp cẩm à. Lớp cẩm quê hay gọi là kiểu như là cái bã của lấu rượu hay ăn mấy cái chua chua ấy các bạn. Đấy. Rồi, cái này là quang là vẫn chạy các bác nhá. Tiếp tục em thử thêm mấy cái chức năng còn lại như CD xem là MD xem được không nhá. Mấy con đời cao này thông thường về CD MD thì nó sẽ gần như là nó sẽ ít khi chạy lắm. Ồ, con này MD chạy luôn. Xịn xịn, quá ngon luôn các bác nhá. Đỉnh cao luôn, MD chạy nhá. Da ngon lành luôn. Xem CD nào. Con này là MD chạy ngon rồi các bạn, MD chạy rất là ngon. Chứ kiểu con này là hình thức là con này như là CD chạy à? Hay là cái đĩa này? À nó chạy DVD cơ. Đấy, có cả DVD trên CD đây. Em thử một cái đĩa khác xem nào. Thử một cái đĩa tự ghi các bạn nhá. Tại vì đây này các bạn nhìn này, bên trong này còn rất là mới này. Đấy, còn rất là mới, thử xem nó có được không. Nọt đình. Con này có vẻ là phải lau mắt các bạn. Chắc có vẻ phải lau mắt mới được. Chắc có phải lau mắt hay gì đó. Nói chung thì con này thì coi như bán không CD đi. Đấy, con này thì bình thường của nó nhá các bác nhá, con này giá của nó là 1.750.000. Đấy, nhưng tuy nhiên hôm nay nếu bác nào mà chốt nha, con này thì em bán nhanh luôn này. Đấy, duy nhất một con ngày hôm nay này. Và em cũng chỉ có, hiện tại là còn đúng một con này. Đấy thì mấy bác hay 5, 6 bác đấy, thì bác nào mà chốt được thì alo cho em nhá. Thì con này để các bác giá là 1.550.000 các bác nhá, 1.550.000 cho con đời cao này. Bình thường của em là 1.750.000 đấy, nhưng mà thôi, để con này gọi là bác hôm nay ngày mùng 5 tháng 5, ngày chiết sâu bọ, 1.550.000, bác nào lấy con này cho em. Cực kỳ đẳng cấp luôn các bạn. Các bác cứ mua đi, không bao giờ sợ phí tiền với con này nhá. Không bao giờ sợ phí tiền luôn, riêng con này. Thứ nhất là công suất khỏe, cái thứ hai là giải mã đẳng cấp luôn các bạn. Cực kỳ xịn luôn. Có chỉnh bát tép đầy đủ cho các bác, rồi chế độ super bát. Hay lắm. Nếu thì bác nào mà chốt thì alo cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá.